Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay trời mưa các bạn. Mưa sáng chuyển mưa nữa rồi. Hai chồng mình đi ra ruộng giữa trà các bạn. Đi khúc nữa tới không trà các bạn. Mưa quá trời mưa hoài. Bạn, sáng trời chuyển mưa quá. Cảnh không được đẹp cho lắm, trời không được sáng rồi. Tới rồi bạn, tới không trời. Ơi, dở gọi cho hả? Còn đây nè. Không nội ơi, dở cho ba trà lên rồi sao có chuyện làm. Đấy các bạn, quá trời cá luôn. Ủa phải chưa bắt lấy con cá. Bắt nè. Quá tôm đấy, trời bá tôm kìa. Tôm quá trời tôm bạn ơi. Dữ lắm rồi, ở đây dưới sông có hai con tôm bự không ạ. Là chó gì đó. Chưa hello, chưa bấm nút con cặc còn trơn á. Vậy hả? Rồi. Lên cái chơi đây là một đống cái chơi. Bữa nay anh em Nguyễn Ca. Nhà đó con. Là chuyện cho anh ba thấy đi. Nãy đem con Ngọc vô con Lý. Bữa nay dở trong này bơi chở trong kia cũng có tiền, khỏi cần đi mình mướn nặng. Thôi chờ không thôi. Chắc móc một lỗ bự dưới lỗ hay chảy cá nó dồn xuống lỗ kìa. Đi mình mướn nó tối nè. Sáng mạnh mẽ nha. Đâu? Cái chơi chỉ em bắt cho. Mang này vô bắt. Mang này vô bắt là không có chạy. Quá trời cá luôn. Đây lắm cá luôn mọi người ơi. Đó, đó nào. Con bự. Không. Đó mà khóc hả? Ờ cái bông bự. Trời trời nhóc chân. Mẹ em chuối rồi nè. Thôi quay. Thôi xuống xuống. Đó, đá vô luôn rồi đó. Vô rồi, vô rồi. Nè. Con má cá tép tôm gì từ lúc me cho mọi người. Cái đầu kiến không chào. Trời ơi đi chào. Nó nhóc chân nè, thấy không đó. Gì đâu? Ấy. Thôi, nó. Gì vậy? Đụng với giò kìa. Sáng giò bịch bịch đó. Đâu kiến cái gì á bà cùi. Có nào chứ. Trời ơi cha ơi, dở trà mà dở vô nguyên cái lon. Lên. Quá trời cá luôn rồi. Cá nhóc trần là một cái chơi chui đây nè. Rồi, la lo mà mò đây nè. Hết cái gì đó. Có, không, không, cái gì không. Đó.
Ê, ngày mai xuống đây làm việc các bạn ơi. Đúng mà, nó nhóc đó. Nó cá lội gì trời. Đục thịt bịch bịch rồi đó. Ấy cái này rồi chút xíu gom viên vô đồ chứ nó chuối sao trời. Có mình bắt viên, à, mình mò viên bắt viên vô từ từ lần vô. Bắt viên cá vô đâu cái bắt viên vô. Ê sình quá trời sình. Sao? Cá vô rộng rồi đó. Trời áo cua vàng không nội ơi, thử không cô. Dạ. Bắt bớt rồi. Bắt chết đi. Bắt bớt là đang hơi bắt viện vô còn nhiều quá nó lòn quá. Cao quá trời phóng luôn. Nhấp trơn nè. Hết rồi à, má. Chín rồi xi măng rồi nè. Chín rồi xi măng rồi. Chín rồi xi măng rồi chà má nè, má không? Lựa cá vô. Thầy con má. Châu vô đó. Lấy cây à. Để xịt xuống xịt xương cái đi. Ừ. Con qua đi. Cái bệnh không còn để không? Trời trời nó xịt có không sữa rồi nè. Có không biết hộp sữa đi. Thôi thôi, đủ cái hang này, cá chốt chung đông lớn với mẹ. Đây có dây nè nha. Đây người ta mở. Còn đâu? Ủa, quá tụt quá. Hang. Hang à. Tôi vô hang. Ê, mò đây có không? Có cái dây này nè. Đây phải không? Ừ. Thấy cái mặt bơi được đồ quá. Dây bành kia nè. Cá chốt. Chào. Chốt mà cá chơi. Chui qua. Cái gì ra? Móc cho vô để vô mấy con. Còn vô đây hàng vô vô. Bể cái thao. Có con cá gì trên đó kìa. Lên tìm quá trời lên tìm kìa. Cá chui. Dính lại. Trời ơi, tắt nghe nè. Rồi. Không phải tới con tôm. Nó lớn vậy. Đâu qua cá bắt cá ở nó cá là nhiều nó nãy game ngọc theo má trời nó nhóc trần đâu tiền trần trốn đâu trần quá này lên tên nè đâu đây nè ngay đó hả ừ tên này nè cá chê đó vậy này mà chơi nè đó đó tên đó đó. Có không? Nghe này. Con tôm chứ trời quá.
Tôm hả? Tôm nhiều trời. Bành kia nè. Dính cà phê ông nội ơi, có cái gì? Cái đó chuối đó. Gì chuối? Chuối. Con chuối gì mà cá gì chuối trời. Kìa. Đó, chú nhóc chờ kìa mọi người. Dạ. Dạ. Cái thùng mới vô nước, bụng 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 gòm dính rồi, gòm dính gì rồi? Chơi rồi. Ừ, chơi. Dính rồi gòm. Dính gì sao? Chơi nó mò mà. Thấy mò dính rồi mà. Mò dính vậy? Mò dính cái... cho anh chứ dính vậy. Ây da, cái gì đây? Dính ông ba. Ồ, dính rồi vui. Chơi. Chơi bán ăn cho chạy đó. Rồi, cái... Rồi. Đó, nó cho nó cái tre nè, bánh kia luôn. Không. Cái này nữa thì nữa. Cho nó xỉu thương bắt. Quá tài rồi. Gà nó. Ờ chút bớt thì mày. Bớt cho nó vô nữa cho để vô quá xong được. Lộc quá trời cô lộc. Đó đó bắt gỡ gỡ chú nè này trống nè lấy khúc đẳng nè đừng lấy khúc này khúc đó hà cái đầu hà lấy cái đầu được rồi. Chơi vậy không tiêu à? Chứ nào? Đụng gì đâu? Tạm nè. Đổ lại đó. Ây da, cái thấu lầm. Chỉ mẹ đó. Thằng nhỏ gì? Quỷ. Ây da, con cá gì đây? Đây đó là má ơi, vô rồi. Cá nè, đâu nè. Nhóc chờ luôn. Có tôm không? Để quay nha, quay. Cá luôn chí. Quá trời cá luôn nè. Cá này là mình ăn, ăn tôm mà. Cá là để cho gà ăn cho ăn. Đi vô, cá đâu có gì vô. Nó dậu chứ nổi cho. Dòm cá nè. Đổ cái ghe đi, đổ cái ghe đi chứ đừng đổ sợ sợ. Đổ rồi đổ ghe, đổ vô hết ghe vỏ. Đổ ghe cho dễ rửa. Ủa vỏ rồi ghe thì giờ cái ghe vô sát vô. Đây nè. Bay qua đây nè. Đó cá thấy ghe không nè. Ừ. Cái cá ấy lộn xộn cái tay với cái vỏ khác rồi nhá lùng. Đi bằng xuống giờ ghe vỏ. Ghe đang được cá chứ, chim đồng mới vỏ vô. Má, con chuối với bọn bụng quẹ nè. Thôi yếu rồi đó. Con chuối yếu rồi đó. Tao mới biết mà chuối vô cái giò xuống mà. Giờ qua không có đâu, chuối với. Đây ghé lại tao cơ. Còn mẹ ngồi mẹ, đổ đi cặp cái ghe lại, hai ghe với vỏ cặp không mẹ cặp ngoài á, cái ghe cặp trong á. Ây da. Trời, cái cốt. Cái gì vậy? Hả? Đây, đây, đây.
Bây giờ mấy con rồi? Con gì? Bây giờ mò mấy con rồi? Hai con. Ê. Ồ, tại. Con bây giờ đâu rồi nè, gọng mẹ con mẹ ơi. Không có, đây cho gọng, mẹ gọng gọng. Có đồ gọng, hãy chết chân. Có không? Đồ kẹp nữa, cái mạng. Đó đó đó. Có gì kẹp? Tôm. Tôm. Sao nè? Tôm, tôm. Lấy tôm nè. Đây, đây, đây. Tôm đầu con đâu? Cái gì đó? Lấy cái phà, cái phà. Xô nè. Nè, quý. Tôm mà lấy cái xô. Nè, bọn ta đưa cái gì? Ta đứt, ta đứt nó nha. Ừ, tôm đây. Má nhóc trơn rồi, tôm bún bọc 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 ở đây nè. Bé thích nè. Tôm mới bún đây à, già bá á. Tôm nhiều thiệt mọi ơi. Có. Vô cái vừa dính tay dính lưng luôn. Quỷ vậy đụng mẹ cái heo mà. Đụng cái chơi mà nó hết hơi. Thôi vậy cứ heo. Đụng cái heo. Nè tôm nè đâu rồi? Đây. Dùng tôm ơi, tôm nè. Đưa cho mẹ đi. À cái chốt é ôm rồi chứ. Rồi lên trên luôn rồi, bà đậu cha đó. Chú ngồi đụng cá chê mà nó hơi tức tài vậy. Nó sướng tức. Em đứng kéo thương cái lưng. Cái tên gặp thương cái đi. Đưa đi hỏi con dùm con nè. Em ơi. Thì hỏi con á. Nó chảnh á. Ở chìa khóa em để ra đây nè. Đâu cái ổ khóa ở ngoài kìa. Em mở cửa rồi sáng em đem bỏ túi nè. Sao không máng lại cho cửa đem. Lấy cái lưới thử cho nó đặng cho nó cái. Đây cho hay rồi. Quẹt, banh chành luôn. Quẹt, quéo luôn luôn. Bao nhiêu đi? Cầm cán ra. Cầm cán, nắm viên vô. Dở cái gì lớn lên cây. Trời con bắt chuyện vô chứ chắc nó dở lên chứ. Hả chú này đang rồi rồi hấp vô vô trong ghe đi. Có
cá gì có xôi rồi quá trời cá luôn. Cá này có cái đồng cổ luôn đó. Chố đầu kiến trời chắc nhắc coi nhau không đổi trời. Dài cái mí rồi á, cái mí rồi kéo lúc không, lúc mí không. Cá trốn rồi kéo kéo tay đó. Nè. Nắm qua gịch đi. Dạ lận. Cắt cho mình con ca đó. Dạ lận. Kéo lật qua ốp vô. Có cái gì đâu mà nặng dữ vậy ta. Cá chê cái trốn. Kiến không. Kéo dĩ là từ từ được cũng bớt cộng ngang như cái cá câu khi bự không đi có đồ rộng ghê thoải mái rồi mình sẽ thò ra ngoài đi. Tép thì bỏ tép vô có gỗ xúc 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 vô chốt tép tép nhóc tuần chạy à, con gì đây tôm cá tôm cầm tôm à thơm khủng hoảng phận tấu. Đợi tôm kẹp đâu á, ấy kẹp nữa. Chứ nó kẹp lắm nữa nè ha. Đây là hai ba con nữa nè. Cầm nó kẹp đó. Tôm. Không, không ăn con đó rồi đó. Trời, đông nhóc trơn. Gọc cái xô đi, cái xô hóa lật. Về tép nè, hốt. Về tép hồi tôm tôm con đó. Hốt gì đó bên kia đó kìa. Có gì đừng ơi. Cái sao đưa thấy
cái thao nhỏ riêng đi. Cái nào vừa cái còn cái gọng đỏ này để làm gì ạ? À? Gọng đỏ đó. Thì tao làm cái gọng đỏ này nè. Vô cho nó đi. Còn cái gọng của gòm nữa kìa. Nè. Đâu mà hai cái gọng cái dây một thứ thôi. Đó cái gọng của gòm nữa kìa. Hút tép nè, hút tép nè, hai hai.